Xin chào thầy, các bác và anh em. Buổi sáng hôm nay thì em cũng có rà soát và cài đặt mấy chiếc băng số làm dịch vụ, như là chiếc băng số DBS 800 Plus của chúng em Đồng Nai cũng làm với tính chất dịch vụ và có yêu cầu ghép với bản sơ. Thế rồi chiếc băng số Multivity M10 của bác Hải Phòng cũng làm với tính chất dịch vụ. Và chú em ở Bạc Liêu thì gửi cho em chiếc băng số DB Max cũng có yêu cầu là ghép với bản sơ. Thế cho nên là em cũng chia sẻ với lại các anh em như thế này. Các anh em đừng quá hy vọng nhiều vào cái vấn đề mà như vậy là pha trộn về cái cho dịch vật ở khi ghép bản sơ. Bởi vì là trên đầu ra ở vang số ấy, các anh em thấy rằng là em căn chỉnh trên đầu ra vang số là thay đổi giữa cho dịch vật từng phần trăm một. Thế cho nên là tiện đây thì em chia sẻ với lại các anh em làm dịch vụ cũng như là các anh em trong gia đình mà muốn có một cái sở thích là ghép vang số với bản sơ ấy, thì các anh em phải lưu ý một điều như thế này, là khi ghép bản sơ ấy, là các anh em phải là có một cái sự thẩm âm rất là tốt thì các anh em mới có một cái chất âm nó ưng ý. Chứ còn nếu như các anh em không có khả năng thẩm âm ấy thì khi ghép bản sơ là rất là khó. Bởi vì trên vang số, đầu ra của vang số ấy, là giữa e cho dì vợt trên dòng si sô này là thay đổi đến 1% trên đầu ra. Thì chiếc vang số Multivity M10 của bác Hải Phòng thì bác yêu cầu là ghép bản sơ, bởi vì bác này làm chiếc dịch vụ. Thế thì sáng nay em có trao đổi với bác này ấy, là cái đơn giản nhất ấy, thì nó như thế này. Ở trên dòng vang số này nó có 8 cổng. Cổng 1, 2 vẫn ra đầy đủ nhá, cả nhạc, cả mic, cả effect. Cổng 3, 4 vẫn ra đầy đủ cả nhạc, cả mic và effect. Cổng 5 thì cắt bỏ nhạc, chỉ lấy mỗi phần mic không thôi. Cổng 6 vẫn là súp này. Cổng 7 và cổng 8 chỉ có nhạc không thôi. Thì các anh em sẽ là kết nối nhạc thẳng vào vang, lấy cổng súp ở trên vang và lấy cái cổng 7-8 này đưa lên highlight trên bản mixer để mà xử lý cái phần nhạc, căn chỉnh thêm về cái phần trầm trung chép của phần nhạc. Và cái cổng số 5 này, cổng số 5 này á, là cắt bỏ cái phần nhạc, chỉ lấy cái hiệu ứng và cái phần mic. Rồi các anh em đưa lên bản mixer rồi căn chỉnh thêm âm sắc để mà giải quyết cái vấn đề là về âm sắc, làm sao cho nó phù hợp với các cái tính chất bộ dàn các anh em đang sử dụng. Cái hai nữa là nếu du dít thì các anh em có thể là xử lý về cái phần âm sắc trên bản mixer để mà hạn chế du dít. Giả dụ như thiếu bát thì cái cổng số 5 này, mic sẽ cắm vào vang và lấy một dây Canon kết nối vào cái đường số 5 này, đưa một line trên bản mixer. Thì khi mic cắm vào vang ấy thì trên vang nó đã xử lý cái vấn đề rung rít. Còn đầu ra thì sẽ là lấy cổng số 5 này đưa bản mixer để căn chỉnh âm sắc. Nếu như mà thiếu bát thì tăng cái lo trên các cái line trên bản mixer. Nếu rung rít thì giảm cái mi cái hai xuống. Đấy là phần mic. Dày tiếng hay là sáng tiếng thì có thể là thay đổi về cái trầm trung chép trên bản mixer. Thế còn ngoài ra thì vẫn có cái 1, 2, 3, 4 là ra đầy đủ luôn nhá. Có thể là xuống thẳng đẩy hoặc lên bản mixer. 1, 2, 3, 4 này có thể lên thẳng đẩy hoặc là lên bản mixer luôn. Là trong trường hợp nhạc cắm vào vang, mic cắm vào vang. Thì như vậy 1, 2, 3, 4 là sẽ ra đầy đủ luôn. Các anh em cứ kết nối thẳng xuống đẩy. Hoặc có thể lên bản mixer. Hoặc có thể là 1, 2 lên bản mixer. Rồi đầu ra trên bản mixer là như vậy, xuống đẩy ra loa full. Cổng 6 là ra trực tiếp đẩy và ra loa full home luôn. Đấy là một cái đơn giản nhất. Đơn giản nhất là nhạc cắm vào vang, mic cắm vào vang. Nếu các anh em muốn mà có đầy đủ cả nhạc cả mic thì đưa cái đường 1-2 lên bản mixer, căn chỉnh thêm âm sắc nữa, rồi là xuống đẩy ra loa full. Thế còn cái cổng 6 này là khi nhạc cắm vào vang rồi ấy, lấy cổng 6 xuống đẩy ra loa súp. Đấy là cái đơn giản nhất. Thế còn các anh em muốn tùy chỉnh thêm ấy thì là cái cổng 5 này, này là cắt bỏ phần nhạc, chỉ có mic không thôi. Lấy một dây Canon cắm ở đường số 5 này, đưa bản mixer, căn chỉnh thêm phần trầm trung chép. Nếu mà không dày tiếng thì sẽ giảm cái phần mi và phần hai xuống, tăng cái lo lên là nó sẽ dày tiếng. Nếu rút rít thì sẽ là như vậy, là giảm cái mi cái hai xuống để xử lý phần mic. Thế còn cái phần nhạc
phần nhạc thì khi mà nhạc cắm vào vang ấy, lấy luôn cổng 78 mới đưa lên 25 này mình sơ. Để mà căn chỉnh thêm trầm trung chép, đấy những cái mà đơn giản nhất. Bởi vì em làm cho các anh em kể cả gia đình và dịch vụ rất nhiều. Nhưng mà bản thân các anh em ấy khi làm dịch vụ thì đòi hỏi cái là đấu kết nối nó đơn giản, gọn nhẹ đơn giản, tùy chỉnh đơn giản. Đầu tiên phải nói về cái đấu kết nối nó đơn giản, rồi trong vấn đề mà tùy chỉnh nó đơn giản, rồi xử lý tình huống nó cũng đơn giản. Cái đấy là cái đơn giản nhất. Chứ nhiều khi là cứ như vậy là các anh em cứ thích e cho gì vợt. Bây giờ trên đầu ra của CISO này ấy, trên đầu ra của CISO các bác thấy rằng là như cái dòng CISO là Motivity M10 này nó cũng tương đồng như là Q600 của DB. Các bác thấy rằng những con số ở trong phần e cho gì vợt này, những con số ở trong phần e cho gì vợt này á, là nó liên quan đến thẩm âm. Thậm chí là chỉ có thay đổi có một số ở đầu ra này thôi nhá. Đây là hiệu ứng gì vợt 9834 này. Chỉ cần thay đổi một số ở trên cái kênh L và kênh R nó khác nhá. Đây là gì vợt. Hoặc là trên e cho này là 9921. Chỉ cần thay đổi một số ở đây thôi thì là như vậy là cái effect nó đã khác rồi. Thế cho nên rằng là các anh em đừng hy vọng là tự mình pha chế pha trộn. Em vẫn nói thẳng nói thật với các anh em vậy. Bởi vì là bản thân em là cái người mà như vậy đã từng kinh doanh karaoke và bây giờ là căn chỉnh rất nhiều loại vang số và làm theo yêu cầu của các anh em. Nhưng mà các anh em thấy rằng là cái phần e cho này này, tại sao không để 100 mà lại để 99? Và ở cái kênh A, kênh L này là 99 và kênh R là 21. Thì đây nó là cái vấn đề thẩm âm người làm để mà đưa ra một cái tỷ lệ cho dì vợt nó phù hợp. Trên dòng vang số này thì chúng ta sẽ tập trung vào làm effect đổ vào. Trên dòng vang số này là sẽ tập trung vào làm effect đổ vào. Cho nên các bác thấy rằng là trên cái hiệu nghe cho thì có cái e cho A, e cho A của L và e cho A của R. Và trong phần dì vợt cũng có cái dì vợt A của L và dì vợt A của R. Và những con số ở đây ấy là mang chất chủ định chứ không phải đặt ngẫu nhiên được đâu. Cho nên là em cứ chia sẻ thật với các anh em này. Bản thân các anh em ấy là rất khó. Cho nên tốt nhất đấy là cổng 5 này là chỉ có mic không thôi, mic và effect. Cổng 78 là chỉ có nhạc không thôi. Lấy hai dây Canon kết nối với cổng 78 đưa lên highlight cho bản mixer, căn chỉnh thêm về âm sắc. Khi cắm nhạc vào vang ấy, cổng 6 vẫn ra súp. Và khi cắm mic vào vang, cổng 5 thì ra cả mic và effect. Thì các anh em sẽ căn chỉnh thêm về phần âm sắc. Thế còn 1, 2, 3, 4 này là vẫn đầy đủ cả nhạc, cả mic, cả effect. Cái đấy là cái dễ nhất. Thì các chế độ em làm cho bác này là đều thế mà. Thì bây giờ sẽ mở nhạc nhá. Các anh em sẽ thấy mở nhạc cái này. Trên cổng 78 này chỉ có nhạc không thôi nhá. Bây giờ tăng nhạc lên. Tắt này. Trên cổng 78 này chỉ có nhạc không nhá. Hiện giờ mute này. Lặng nhìn dòng sông nước trôi ngược dòng. Đấy, tắt này. Trên cổng 78 này chỉ có nhạc không nhá. Hiện giờ nhạc đang cắm vào vang. Trên cổng 78 chỉ có nhạc không thôi. Các anh em đưa lên bản mixer rồi. Các anh em đưa lên bản mixer rồi căn chỉnh thêm trầm trung chép. Thế cho nó hiệu quả. Chứ còn bây giờ bảo pha trộn nên nó đòi hỏi cái thẩm âm. Thế còn bây giờ sẽ thử mic nhá. Đây. Trên cổng 5 này. Bây giờ sẽ là thử mic ở trên cổng 5 nhá. Tắt nhạc này. Và bây giờ sẽ thử trên cổng 5 nhá. Đây là cái cổng số 5 này. Cổng số 5 này ấy, thì nó chỉ có cắt bỏ phần nhạc mà. Chỉ có mic effect này. Và cái cổng 1, 2, 3, 4 này vẫn có đầy đủ cả nhạc, cả mic, cả effect nhá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 đấy chế độ số 1. Chế độ số 2 này thì các anh em tùy chỉnh về âm sắc. Thế còn cái effect thì là người làm sẽ chịu trách nhiệm. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tiếp đến là cấu hình số 3 này. 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6
và một chế độ nữa là chế độ gọi là gì vọt này. Chế độ này thì các bác anh em giảm áp phích tổng xuống thì thành là cái phát biểu thôi. 1, 2, 3, 4, 5. Thì đây nó cũng là một cái mà em chia sẻ với lại các bác anh em để các bác anh em hiểu thêm về cái vấn đề người làm. Như là cái chú em mà gửi cho em chiếc DBS 800 một lớp này cũng làm dịch vụ. Bác Hải Phòng này gửi cho em chiếc Motivity M10 làm dịch vụ. Và chú em gửi cho em chiếc vang số DB Max cách đây mấy hôm rồi cũng làm dịch vụ và cũng có yêu cầu làm cái pha trộn. Nhưng mà cái pha trộn là rất khó, cho nên là nhân tiện làm ấy thì em là vừa chia sẻ để các anh em là người gửi vang số cho em hoàn chỉnh cũng như là mua. Và các anh em về sau này ấy có thể hiểu được là cái vấn đề mà khi ghép vang số bản sơ thì cái vấn đề mà căn chỉnh hay là đặt cái giá trị đầu ra trên vang số nó khó khăn như thế, thì khi các anh em ghép bản sơ thì các anh em phải lưu ý là chúng ta phải là thay đổi hay là tăng lên hạ số như nào cho nó hợp lý.